Sau 10 vòng đấu, V-League 2021 đang chứng minh sự hấp dẫn của riêng mình, dù ở cuộc chiến đầu bảng hay là cuộc đua trụ hạng. Thậm chí, vị trí top 6 cũng đang là điểm đến của không ít các ông lớn. 149 bàn thắng sau 70 trận, trung bình là 2,1 bàn một trận, một hiệu suất không hề tệ và càng tuyệt vời hơn khi bạn biết rằng trong số đó, số pha lập công đến từ các chân sút nội chiếm đến 56%. Trong top 10, vị thế của hai bên là ngang bằng nhau, 5 năm. Thậm chí trong 4 vị trí dẫn đầu với 6 bàn thì cũng có sự góp mặt của hai tiền đạo nội. Hiếm khi nào người hâm mộ bóng đá trong nước lại chứng kiến các chân sút nội liên tục ghi bàn, rượt đuổi sát nút nhau trên bảng xếp hạng các cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại giải đấu hàng đầu Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến là Nguyễn Văn Toàn, số 9 của Hoàng Gia Lai, là một trong những cái tên nổi bật nhất ở V-League 2021 giai đoạn lượt đi với 6 bàn thắng. Điều đáng khen hơn là Văn Toàn đã chạm mốc 5 bàn chỉ sau 8 vòng đấu, ngang bằng với thành tích ghi bàn của anh mùa trước. Những nạn nhân của Văn Toàn bao gồm Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định. Tiền đạo sinh năm 1996 thực sự thăng hoa khi được huấn luyện viên Kiatisak kéo vào giữa thay vì đá bên cánh. Dựa vào khả năng làm tường, chim mồi của những đại dương hay Brandao, Văn Toàn có thể phát huy sự lắt léo, tốc độ của bản thân để ghi bàn. Đơn cử như bàn thắng đầu tiên vào lưới Sông Lam Nghệ An. Đầu tiên là dựa vào sự mạnh mẽ của Brandao đưa bóng đến đại dương. Cầu thủ nhập tịch nhờ có thể hình tốt, tận dụng khả năng tì đè và làm tường, tạo cơ hội cho Văn Toàn tung ra cú sút chìm. Bóng đi vào góc xa hiểm hóc mang về 3 điểm đầu tiên cho Hoàng Gia Lai, dù Sông Lam Nghệ An mới là đội dẫn bàn trước. Khả năng săn bàn của Toàn cũng trở nên đa dạng hơn, có thể vẫn là một Văn Toàn tốc độ, di chuyển lắt léo để vượt qua hậu vệ ngoại của Bình Định, đón đường truyền tinh tế của Công Phượng. Chắc hẳn các bạn còn nhớ siêu phẩm sút xa từ cự ly 25m ở trung lộ vào lưới của SHB Đà Nẵng, khiến thủ môn Tuấn Mạnh bó tay. Không chỉ ghi bàn, Văn Toàn còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đóng góp 3 kiến tạo từ đầu mùa giải. Cuộc đua vô phá lưới dù căng thẳng đến mấy, nhưng nếu thấy màn đối đáp vui tính này từ hai chân sút tốt nhất giải đấu, người hâm mộ và cả chính thể Park chỉ có thể vui hơn. Văn Toàn không ít lần lập siêu phẩm, nhưng anh cũng phải dành lời khen cho cậu bạn đồng nghiệp đồng hương Tiến Linh khi cứa một quả dẻo quẹo. Quả dẻo đó là tuyệt phẩm đặt lòng đẹp mắt của Tiến Linh mang về 3 điểm trọn vẹn cho Bình Dương trước đội khách Đà Nẵng ở vòng 10 V-League 2021. Bàn thắng đưa Tiến Linh vươn lên top đầu vô phá lưới với 6 bàn, ngang bằng thành tích của Văn Toàn. Sau trận đấu, tân huấn luyện viên Nguyễn Thành Sơn đã dành vô số lời khen cho người hùng Tiến Linh. Phải thừa nhận cậu ấy là tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Tiến Linh cũng trở thành cầu thủ nội đầu tiên lập hat-trick tại giải đấu năm nay. Một mình anh ghi đến 3 bàn trong trận đấu siêu căng thẳng trước Nam Định tại vòng 8. Đầu tiên là một cú đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt bóng tốt của Oma. Đến phút thứ 59, vẫn là một cú đánh đầu, dù trong tư thế cực khó thì Tiến Linh vẫn thành công đánh bại thủ môn Xuân Việt để nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thứ 3 đến từ một pha phản công nhanh, Tiến Linh tận dụng sai lầm đối phương, đối mặt với thủ môn lạnh lùng kết liễu. Chứng kiến phong độ tuyệt vời đó, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Nam Định Nguyễn Văn Sĩ cũng chỉ biết dành lời khen. Cậu ấy là tiền đạo có khả năng chớp thời cơ rất tốt. Nhìn lại toàn bộ trận đấu mới thấy Tiến Linh bị Lâm Anh Quang của Nam Định theo sát xuyên suốt cả trận. Tuy nhiên bản năng chớp thời cơ vẫn giúp anh tạo được dấu ấn. Ngày thi đấu chói sáng đó cũng là dấu mốc chấm dứt chuỗi khô hạn bàn thắng kéo dài gần một tháng của tiền đạo sinh năm 1997. Trước đó anh còn có 2 bàn khác vào lưới Viettel Hà Nội. Ngoài khả năng đánh đầu ngày càng hoàn thiện thì việc Tô Văn Vũ và Tiến Linh phối hợp ăn ý với nhau cũng rất đáng chú ý. Ví dụ tiêu biểu có thể kể đến tình huống Tiến Linh đã ghi bàn quyết định giúp đội khách Bình Dương lội ngược dòng dẫn lại 2-1 trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội, mà Văn Vũ là người góp công trước đó. Tiến Linh cũng thể hiện được khả năng đánh hơi bàn thắng với cú dứt điểm một trạng tinh tế từ đường truyền của Mansaray trong trận thua Viettel. Mùa giải bùng nổ nhất của Tiến Linh ở Bình Dương là mùa 2016 với 15 bàn thắng. V-League 2021 mới chỉ đi qua 10 vòng, vẫn còn rất nhiều cơ hội để Tiến Linh tiến lên phía trước, khẳng định cho vị trí tiền đạo số 1 Việt Nam trong tương lai. Vấn đề quan trọng nhất của Tiến Linh là giữ được phong độ qua từng vòng đấu. Anh đã có thể vươn lên trở thành chân sút đầu tiên có 7 bàn thắng nếu không hụt quả penalty trong trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An. Tính ổn định là điều Tiến Linh rất cần. Dưới thời huấn luyện viên Kiatisak, ông không chỉ mở khóa được những bước bí bấy lâu nay tại phố núi, mà còn góp phần rất lớn lấy lại bản năng sát thủ của những tiền đạo con cưng. Hết Văn Toàn rồi đến Công Phượng, tiền đạo xứ Nghệ bắt nhịp muộn hơn so với nhiều đồng nghiệp. Sau 4 trận liên tiếp tịt ngòi, Công Phượng mới có lần thông nòng đầu tiên với bàn thắng đẹp mắt vào lưới Viettel ở vòng 5 V-League 2021.
Ở trận đấu đó, Công Phượng ngồi dự bị, phải đến phút 53, huấn luyện viên Kia Tisak mới quyết định tung Công Phượng vào sân sau khi cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương thi đấu không hiệu quả. Chỉ 4 phút có mặt trên sân, Công Phượng đã làm nên chuyện trong một pha tấn công bên cánh phải. Văn Toàn chuyền bóng cho Công Phượng, anh kéo bóng về chân trái, rồi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, Công Phượng tung cú sút táo bạo, bóng đi hiểm hóc và hướng về góc xa không thành, khiến thủ thành Nguyên Mạnh dù bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua. Trong tình thế câu lạc bộ Hoàng Gia Lai gặp khó khăn, Công Phượng đã tỏa sáng đúng lúc để mở ra thắng lợi trước câu lạc bộ Viettel với hai pha lập công sau đó của Văn Thành ở các phút 60 và 68. Phượng từng nói rằng anh không quan trọng việc ghi bàn, miễn sao Hoàng Gia Lai giành chiến thắng. Nhưng ở vị thế một cầu thủ được yêu mến nhất Việt Nam thì Phượng không thể không ghi bàn. Và một khi nút thắt tâm lý được gỡ, tiền đạo sinh năm 95 ghi bàn tăng tăng như máy. Vòng 6 V-League 2021, Hoàng Gia Lai tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà. Kịch bản vẫn như cũ, phút 30, huấn luyện viên Kia Tisak rút Đại Dương ra sân, người vào thay cầu thủ nhập tịch là Công Phượng. Tiền đạo mang áo số 10 tiếp tục tỏa sáng ở phút thứ 35 khi có mặt đúng lúc ghi bàn mở tỷ số sau tình huống dứt điểm không thành công của Minh Vương. Công Phượng bắt đầu chen chân vào top những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất sau cú đúp vào lưới Nam Định. Bàn đầu tiên là cú sút một chạm đẳng cấp ở phút thứ 7. Vũ Văn Thanh thực hiện cú căng ngang ở cánh phải. Nguyễn Văn Toàn nhả bóng hợp lý để Nguyễn Công Phượng băng vào dứt điểm tung lưới Nam Định. Còn bàn thứ hai đến ở phút 90+5 trên chấm phạt đền, giúp Hoàng Gia Lai thắng Nam Định 4-3. Đây cũng là quả phạt đền thành công thứ hai của tiền đạo xứ Nghệ trong màu áo Hoàng Gia Lai ở mùa giải năm nay. Quả phạt đền trước đó được anh ghi vào lưới Đà Nẵng ở vòng 8. Tiền đạo con cưng của Bầu Đức thực sự đáng sợ khi giữ cái đầu lạnh trước mọi áp lực. Việc có gia đình từ năm ngoái có thể cũng là một phần giúp Phượng trưởng thành hơn hẳn để chống chọi sức ép, trách nhiệm, tận tâm và cống hiến trên sân cỏ. Đừng bỏ qua Phan Văn Đức, dù cho Sông Lam Nghệ An của anh đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Trong top đột phá lưới thì Đức Cọt là người duy nhất không thuộc top 6. Đây có lẽ là điều mà người hâm mộ cực kỳ tiếc nuối, bởi tài năng của Văn Đức cho phép anh tỏa sáng rực rỡ hơn nữa, mơ đến các danh hiệu chứ không phải đua trụ hạng từng ngày như hiện tại. Đã có nhiều động thái quan tâm về bản hợp đồng của Văn Đức với đội chủ quản Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo sinh năm 1996 vẫn đang ở chế độ chờ. Hiện tại tôi cố gắng giúp Sông Lam Nghệ An, đội đang rất khó khăn nên tôi chưa suy nghĩ về chuyện hợp đồng. Tôi vẫn chờ câu trả lời từ đội bóng này. Bỏ qua các vấn đề với câu lạc bộ thì màn trình diễn của Phan Văn Đức ở mùa giải năm nay là không có gì phải chê trách cả. Rất nhiều siêu phẩm, rất nhiều những lần anh ra tay cứu vớt lấy đội bóng. Đức đã ghi được 5 bàn trong tổng số 7 bàn thắng của Sông Lam Nghệ An từ đầu mùa. Càng đáng ngạc nhiên hơn khi chỉ có 3 cầu thủ ghi bàn cho đội bóng giàu truyền thống này. Ngoài Văn Đức 5 bàn, Felipe Dos Santos 1 bàn và Bruno Henrik 1 bàn. Để gọi tên Văn Đức ở mùa bóng này có thể dùng hai biệt danh là chuyên gia gánh team và thánh lập siêu phẩm. Đức Cọp từng khiến tất cả phải ngỡ ngàng với cú đúp siêu phẩm vào lưới SHB Đà Nẵng ở vòng 5 V-League, một trong số đó giúp anh trở thành chủ nhân của giải thưởng danh giá bàn thắng đẹp nhất tháng. Nhận đường chuyền ngang của Bruno, Văn Đức đỡ bóng đẩy lên rồi tung cú volley má ngoài chân phải từ khoảng cách 24m. Bóng đi khỏi tầm tay của Tuấn Mạnh vào góc cao khung thành, tạo nên tuyệt phẩm đẹp đến mức khiến khán giả trên sân Hòa Xuân cũng phải bật dậy vỗ tay tán thưởng. Bàn thắng thứ hai của Văn Đức ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 cho Sông Lam Nghệ An cũng đẹp không kém. Từ pha làm tường của Bruno, anh quạt bóng một nhịp rồi cứa lòng về góc xa bằng chân phải. Bóng đi theo quỹ đạo đường cong, dội cột dọc vào lưới khi Tuấn Mạnh đứng chôn chân. Cả hai bàn thắng bàn nào cũng đều ghi ở đẳng cấp rất cao. Vòng 9 vẫn là Văn Đức, vẫn là một cú đúp, vẫn là siêu phẩm và 3 điểm cho Sông Lam Nghệ An. Bàn đầu tiên của anh là ở phút 35, là khi anh hưởng lợi nhờ nỗ lực của đồng đội. Văn Việt thoát xuống rồi ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ Rabu Ali, tung ra đường truyền ngang loại bỏ luôn thủ thành Sơn Hải đến chân Văn Đức. Rất tinh ý băng lên phía trước và dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Bàn thắng thứ hai đến ở phút 80, Văn Đức thực hiện cú cửa lòng hiểm hóc về góc xa khiến Sơn Hàn chỉ biết đứng nhìn. Một cú đúp tinh tế trong ngày Phan Văn Đức đón sinh nhật tuổi 25. Trước trận gặp Đà Nẵng, Phan Văn Đức đặt mục tiêu khiêm tốn là ghi 7 bàn thắng, nhưng sau 10 vòng anh đã có 5 bàn. Văn Đức hoàn toàn có thể cải thiện khả năng của mình, nhưng số phận của Sông Lam Nghệ An thì lại là câu chuyện khác nếu cứ mãi phụ thuộc vào Văn Đức như thế này. Trong bối cảnh hiện tại, Sông Lam Nghệ An khó có thể cho Văn Đức những thứ tương xứng với trình độ của anh. Không loại trừ khả năng nối gót các đàn anh như Trọng Hoàng, Khắc Ngọc, Quế Ngọc Hải, Nguyên Mạnh đi đến một đội bóng có tiềm lực hơn. Từng chia sẻ nỗi lo tìm kiếm người kế thừa anh Đức trên hàng công từ Việt Nam, hẳn huấn luyện viên Park Hang-seo lúc này sẽ rất vui khi điền tên vào danh sách tập trung tuyển vào tháng 5. Sau 4 cái tên kể trên, Hoàng Đình Tùng đang bám theo sau với 4 bàn thắng cho câu lạc bộ Thanh Hóa. Nếu trước đây chân sút nội phải mất 15 năm mới lật đổ sự thống trị của tiền đạo ngoại với danh hiệu vua phá lưới 2017 của anh Đức, thì hiện tại cuộc đua dội bom đã cân bằng hơn rất nhiều.